cha-ra-cha. La 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao dù cho rối hà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Báo chí bây giờ ha, mấy cô ca sĩ diễn viên mới vừa nổi tiếng á, bài đặt ha, tung chiêu chảnh mèo chảnh chuột, nhìn thấy ghét ha. Đọc coi nè, toàn là những tin gì đâu không à, gây scandal, giật gân, không có nói gì về tới nghề nghiệp hết trơn trời. Không hiểu sao mà nổi tiếng nữa. Ra, diễn viên em Mai Sáu xinh đẹp trở về. Trời ơi, Mai Hồng chưa lên báo nha. Lên báo là còn thấy ghê nữa đó. À quên nữa. Trời ơi. Sao không? Cái mắt kiến này bữa nay chị mới thấy nè. Em mua ở đâu vậy? Chị đi. Để chị ra chị sắm cái giống em đem chơi coi. Hả? Quên nữa, xấu. Để chị xử lý nó mới được. Nè nè nè. Tại sao hồi sáng em không quét nhà mà em để cho con sầu riêng nó làm hả? Em có nhớ hôm nay là cái ca trực nhật của em không? Không làm việc nhà thì thôi, bắt con sầu riêng nó làm là sao hả? Em có biết sầu riêng là nó yếu đuối, nó nhẹ nhàng, nó mỏng manh, nó không thể nào gánh vác hết những cái việc của em, hiểu chưa? Má. Cái con này nó nói chuyện lời đi chứ. Mà em nữa, mà áo trắng chi tới ngày trực nhật của mình thì phải thay đồ đà màu tối tối một chút. Trời đất ơi, coi kìa, cái quần đang yên đang lành tới giao lam thì rạch hai cái đầu gối rồi chị. Nó nói chuyện với mình giống như là chó mèo, từ hồi nãy giờ nó không thèm mở miệng, nó còn muốn tay con là sao vậy hả? Cái gì? Má đừng có la dịu mày xấu. Là con tự nguyện, con tự làm mà, dịu mày xấu đâu có làm gì đâu, má la dịu mày xấu. Ủa sao tự nhiên kỳ cục vậy? Bình thường là con làm biến lắm mà, tới hỏi hả cái móng tay con còn không muốn lao, nghĩ sao mà con lao cả cái nhà vậy? Có gì đâu, má tiện nay con xiên đột xuất á má. Nên bây giờ con xiên rồi, từ nay trở về sau mọi công việc của dì ông mấy xấu là con sẽ làm, cho nên má đừng bao giờ la dì ông mấy xấu của con nữa. Ok. Chị nghe lộn không nghe, sao tự nhiên bữa nay hai đứa nó còn sai vậy hả? Ha, cái nước à, đây. Ê xấu, nãy giờ hai chị nói chuyện với em mà em không thèm trả lời là sao hả xấu? Nè. Người ta cho nói dù là... em có là cái gì đi chăng nữa nha, cũng vừa phải thôi. Uống nước thì phải tự rót. Chai nước nó nặng tới nỗi em xách không nổi hay sao? Phải bắt sầu riêng nó xách cho em vậy hả? Không sao đâu má. Con làm được. Được cái gì mà được? Trời đất ơi, ý là dai hả? Dai gì bắt đầu á, sai nó này nọ hả? Nói gì đi chứ? Cầm hả? Chưa kể là bỏ hết việc cho sầu riêng trực nhật, tưởng sao làm gì? Đi trang điểm cho đẹp, đi đánh tóc, đánh quần cho nó đẹp lên, mà để về nhà rốt cuộc là ngậm tâm không mở miệng nói được tiếng nào là sao vậy hả? Hả? Có nghĩa là hôm nay vì ông mấy xấu của con đang dữ dọng để gặp fan và giao lưu với fan, cho nên không thể giao lưu và nói chuyện với gia đình mình. Mong má và dì thông cảm cho dì ông mấy xấu xinh đẹp của con nha. Từ nay về sau mọi thông tin chi tiết thắc mắc cứ liên hệ với con quản lý của ô mai xấu sầu riêng xinh đẹp. Cái gì quản lý? Trời đất ơi, hai đứa này nó không có cặp hay sao vậy? Bún quà gì bà? Nè vậy đem cái chuyện đi đâu vậy con? Và đây là hình và chữ ký của diễn viên Ô Mai Sáu xin tặng cho má với lại dì đã bỏ cái công sức hâm mộ và mong hy vọng má và dì Ô Mai Sáu sẽ tiếp tục hâm mộ diễn viên Ô Mai Sáu của con nhé. Bye bye. Ủa có rồi nó khùng ha. Tôi hâm đánh với tôi hâm mộ nó hồi nào ta? Thôi chị hâm đánh chị còn hâm hấp đó. Trời đất ơi. Nó mới cái lên có chút đỉnh rồi mà nó chảnh tức như vậy rồi, ai mà chịu cho nổi vậy trời. Nó cũng thấy hả? Thấy chứ không thấy. Ghê vậy đó, công nhận chảnh tức. Ủa chảnh tức là gì hả nội? Dạ. Mẹ đọc trong 12 con giáp coi con tức là con gì? Chó. Mình mắng người ta cũng phải có văn hóa chút chứ con. Mà nội thấy nó quá đáng không? Trời ơi, chỉ mới là diễn viên chuyển giọng mà lên báo có bao nhiêu, lên tivi có được bao nhiêu đâu, mà về nhà nó coi không có ai ra gì hết trơn trời á. Cái con này nè nha, chị sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Trời ơi, dì đổi này cả ngày trời chắc nóng lắm đúng không? Để con quạt cho dì nha. Dì khát nước không? Nước này dữ ngay nè, dì ăn xài đi, ăn xài ngon lắm á, tốt cho da mặt á. Ba đau quá sầu riêng ơi. Dì đau da hả?
để con mát xa đã không gì đã đúng không mát. Ô mai xấu nghe chị, à lộn, nghe chị thông báo đây. Bây giờ em đang rất là mệt tại ngày hôm nay em đi quay cả ngày rồi. Tất cả những vấn đề chị hãy liên lạc với quản lý của em, thông qua quản lý của em sẽ tốt hơn. Chứ còn em không có nghe được cái gì nữa đâu chị ạ. Con xin trịnh trọng thông báo với nát cầu, con là sầu riêng. Từ nay con sẽ là quản lý của diễn viên Ô Mai Sầu. Xà xí, không phận sự miễn vào, xéo. Thôi được rồi, vậy thì chị thông báo luôn. Này xấu xấu xa kia, hồi xưa khi em lạ nước lạ cái, em bước chân vô cái nhà này, em chưa có công ăn chuyện làm, cho nên chị cho em ở ké. Còn bây giờ em đã là siêu sao với thu nhập siêu khủng rồi thì em phải đóng tiền phòng cho chị. Tiền phòng ấy à? Bây giờ chị muốn bao nhiêu? 5 triệu một tháng. Trời ơi, 5 triệu. Trời ơi, má giết người không cần dao luôn á má. Nè, tắt ngay cái loa phóng thanh phường xã kia ra. Nếu không á thì con sẽ là người đóng tiền đó. Chị à, 5 triệu một tháng hay là 10 triệu thì cũng không có quan trọng nữa đâu chị. Bây giờ ấy, cứ lúc nào mà chị thiếu tiền, chị bảo em này. Em có rất là nhiều tiền, mà kể cả chị không thiếu ấy, mà chị vẫn muốn có tiền, chị cứ bảo em. Số riêng, lấy gì cái túi. Dạ. Đây, một cọc 6 triệu, ra đưa má cầu 5 triệu, 1 triệu thì cho con. Trời ơi, gì sợ quá, mắng thương gì lắm luôn á. Thôi. Con đưa cho má 5 triệu, con lấy 1 triệu đúng không? Đúng rồi, nhanh lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nè má, 5 triệu con má nè. Thôi được rồi, không cần, chị về đi, khỏi tiễn. Sầu riêng ơi, quạt đi con. Dạ. Mát cái gì, tiền quẹt mát ghê ha. Tất nhiên. Ủa, chị hai, em nhớ bữa nay nhà mình có 4 người ăn mà sao chị lấy có 3 cái chén rồi sao vậy? Thì diễn viên nổi tiếng bây giờ họ đâu có ăn cơm nữa, họ ăn mây uống không khí sống thôi mà. Trời, cơm nhận nha, chị hai thâm thúy thiệt luôn á. Để thử coi nó chịu đựng được bao lâu cho biết. Đúng rồi, chị là phải dạy em những điều hay điều tốt, để kỳ này coi coi nó có biết lỗi của mình không. Đi ra ấn chuông kêu tụi nó cho chị. Dạ em biết rồi. Cả nhà tập hợp. Ủa gì khỏi cái nhấn chuông. Con chào má. Chào con gái. Dạ. Ăn cơm đi con. Trời ơi, đồ ăn ngon quá hả. Mình sao hôm nay có 3 cái chén hả? À? Hình như thiếu cái chén rồi đó con đi lấy. Thôi được rồi, hôm nay có người không ăn cơm, con gái ăn đi. Dạ con cảm ơn mà. Ủa má, ai không ăn cơm vậy? Thì dĩ nhiên là diễn viên nổi tiếng rồi. Mà hả, theo dì nghĩ là những người nổi tiếng thì họ đâu có ăn những cái món bình dân dân dã như vậy đâu. Người nổi tiếng là họ phải ăn sâm nhung bổ thận nè, bào ngư di cá nè, hải sâm hào rồi hải sản rồi vân vân và vân vân, những cái thứ cao sang đắt tiền á con. Nói nhiều quá, ăn cơm đi cả nhà. Dạ xin lỗi má như vậy đi, mà dì được ăn cơm dì không có lỗi gì mà xin hết. Bây giờ dì đói hả? Không sao, cảm ơn hai chị vì đã rất là hiểu em. À, hôm nay thì em cũng không có ý định ăn cơm đâu, tại vì em đang ăn kiêng. Nên là rất là cảm ơn hai chị vì hôm nay đã không lấy đồ ăn cho em. Và bây giờ ấy thì em phải đi quay phim rồi, thế nên là chúc các chị ngon miệng. Sầu riêng đứng lên. Không chú ăn. Đi đi, gì cho tiền ăn. Con là phải ăn cùng gì? Dạ. Thì là con được ăn bằng cái gì cá đúng không? Không, con nhân đừng chú rõ quên. Cảm ơn hai chị nha, em đi. Thank you.
Hai chị, em lội đường. Giờ em lên nhà lấy quần áo bắt đầu đi. Em đi. Đi đi lộn đường. Nhìn cái mặt nó nhân nhân thế ghét à. Bây giờ nó là diễn viên nổi tiếng rồi. Tiền bạc và thức ăn ngon không thể làm khó khăn nó được. Em phải động não để suy nghĩ cách khác. Cách nào suy nghĩ coi. Chị không cam tâm đâu. Em có cách. Tức là nghe nói là những cái diễn viên nổi tiếng á, họ sợ những vai cuồng lắm. Mà không phải cuồng bình thường mà cuồng super cuồng luôn á. Cho nên em nghĩ con phải công nhận á, là gì đắt xô tiền luôn á. Chạy từ sáng tới bây giờ hết xô này tới xô kia mà cũng không hết nữa. Mệt muốn chết luôn. Ây da. Oh my god. Chuyện hờn chuyện ghen đâu hay. Ôi gia đình tôi là nhất.